mặt mắt lạ lùng biến lên trên mặt nước lạ lùng. Rõ ràng con hoàng bơ thoại chân dung sáng ngời. Dâng một chiến nhạc Long Thành, dâng một chiến nhạc tấu về thoại phú, các bán các cả thiên đình chút lo gì em là. Tấu về bát hải mua cha độc bình, tấu về thoại tên Long Cung. Con chén rượu đào
nhất tuần sơ nâng nâng lên bị ngọc đè các nâng 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 làm rước quan hoàng sơ ủ sơ rước quan lên hoàng sơ tình 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 tay tiên cô chúa chén rượu nhị tuần hà nâng nâng lên bị ngọc các cô nâng 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 là mười rước quan hoàng sơ ủ sơi rước quan hoàng sơ tay tiên chuốc chén diều đào tam chung nâng nâng lên bị ngọc các cô nâng 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 là mười dược quan hoa sơi ô sơi dược quan hoa lâu 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 lạnh 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 nghe gió hiu hiu thổi lửa một khoang thuyền ông bơ sười âm hồn quan hoàng nâng 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 bầu rượu mùi tựa bên màn bút tiên nghiền học hòa vần vần thơ là lang ông bơ hỏi cung hằng sao lúc mờ lúc lúc sáng chẳng nhớ thương ai mà khi tỏ khi mờ hay chăng chăng còn vương vân 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 mai chi đây diều chưa cạn ông bơ nơ chia tay với thủ nhang họ nguyện sao đành chốn nay phong quang nghi bảo hà chốn nay phong quang đền thờ quan hoàng bày trên bảo hà tôi linh linh bát bát nước vơi đầy
xa cổ tích xưa nay vẫn còn truyền. Hoàng bảy chứng đền chung ngã tích tầng cung giả kim hoàng thân gần thánh chúa tiên chứng ca tăng gia âm từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim đỉnh để khai quang chứng đàn các cô pha trà liên tử tâm chuông chén lòng trà thơm các cô chuốc chén trà lòng tay nâng 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 bình 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 ngọc các bạn tiến nâng nâng chén trà hiến thượng kim bàn ô long hiến thượng kim bàn trà vũ di cùng trà long tình lúc thanh thanh nhàn hoàng nguyên ta vui đi quỳnh tiên chuốc chén hồng trà nâng lên đi bề ngọc các cô nâng mời là mời rước qua đoạn hoàng sơn ba chén khuyên mời
hồng trà ba chén khuyên mời linh nghe hương mỹ vị ngọt bùi kỳ chân a chân đương bùi kỳ chân ví chẳng phong xương hà chẳng nung gan bền chí luyện trời mây khói kỳ cục thâu canh đất đồi tuệ nhật lòng dùng kiệt cứ thường nặng gánh già sắt son ấy mùi phong nguyệt là thế thế dục à phu quốc gọi ông bảy là con ngôi thường đế đức vua cha giáng tài sơn lâm chân bảo quan hoàng bầy nhăn 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 lên đất đi nên mùi phong nguyện ý đó là tín cảnh thân sáng sáng lưu vàng tiên cảnh thân tiên bảo ô tiên nên cảnh thân tiên bảo một
ngày hoàng đi chậm chậm linh linh ý tình tình cờ hoàng bảy gặp sáng ngô sáng ngô liễu phàn tiên là gặp tiên tình tình cờ ô tiên nên là gặp tiên tình tình sợ cầu tông cô nào việc ấy sửa sang
xa đứng tiếng cô nàng cả pha nước trà tòng nhâm môi vừa gật đầu vỗ gối man nàng đôi dâng nghi bộ khay đèn xe mà diễn sứ móc đồng đen là nàng nghề ba dâng hộp thuốc ngang thế là vừa ý ông bảy hoàng trên đất sơn ngọn đèn khêu sáng tỏ tay cũng cầm móc kẹo xíu với thuốc phiền cành từ nắng xám tình nết nhu mì cô nàng sau tình nết nhu mì dâng hoàng ngựa sáng về bàn để đấng ông ngự đông tin cô nàng bảy con này khúc đơn thông miệng cá tay này đàn thủ âm nghe nọ tin cô miền là tám có chiếc lườm ngà đôi tay chạy chút mới thật là khéo tay tin cô nàng chín yểu điệu hai tay khéo tay cô thêu một đôi giày hầu ông nàng người dáng điệu hàng ngang tin cô nàng người cầm chiếc quạt và tự canh nánh hoa sen tin cô mười một vào quạt nước pha trà âm tiên bình mỏng có đôi tay dâng thank you.
cùng 12 muôn lượt bài bông, 12 các cô tiên nữ hầu già đôi bên ông rõ. Chân ai chỉ vì khách tài tình, hồ dề mấy ai hay kiếp nhân sinh ba và sáu ngàn. Hoàng tây bằng hà tối việc qua thế xa hồi kinh, chân thủ Nghệ An đức hoàng mười, chân thủ Nghệ An về tiên bản làm quan trong đất phù dày. Về ngày hôm nay thỉnh thỉnh bóng bóng
con về thân môn khẩn đạo đắng ngang phục vụ trong kinh có chỗ nào ngồi. A Di Đà Phật hoàng vô chấm động bảo vệ có thân thông. Quá cầu bên thủy tới
đô về nghệ an ngàn mây
thắm nắng sớm lòng lành, núi hồng xoay bóng dòng tiếng chim hòa trong trắng gió gió này rồi về Nghệ An con thấy lòng lòng xuống xa nghe danh thánh hoàng lừng lừng vang xin cúi đầu thắp một tuần tơ nhang. Cầu xin qua hoàng ba phước lớn ba tốt buồn may trăm đường đèo đông đường tây bước chân đi quan hoàng đưa lối dắt tay từng đời gian nan khó nhọc nhọc vui ai có công thành hoàng nương bóng bóng hòa sẽ được giàu sang từ Nghệ An quan hoàng giáng lâm nơi này đường xa cách trở đông đông ngả gió mưa đêm ngày về đây hào hoa phong nhà bao người ngóng trông hồ quốc an dân trong mai sau đời đời phúc lai cho đồng họ huyền con ghi nhớ ba cuối xin đông đông người hoàng bàn ta tiết lòng đề ta tiếng vui ông về bụt phê sớm đổ cho ghế hoàng trong nhà ấm êm thuần hòa đệ tử nay thành tâm đường kinh mãi phật tuyến kinh lầm lầm lỡ điều chi xin nông hoa phép thần thần thông giang lâm lâm cùng và cho đồng đồng bình bình tâm tâm an tinh hoàng xa tay phù cho ghế hò được sánh sánh cành nở lên trời lúc thanh thanh nhàn của loạn xa lên trời hàng đầu sóng đủ năm ba màu ô nhiễu hoa xa hồi thiên hai là cảnh bông bông mai tố cô đôi thường đại tài cuốn đôi hầu hầu mẫu trong bờ tổ tiếng tắm lưng lầy vua bà yêu thương vì đồng đồng đánh đánh phân thank you.
lương ngã dài chút khăn xanh cũng vẫn đông. Dòng chơi quán sở tân lâu xe giá lên trầu thương bề cũ cha để từ cô vô số hằng xa cho họ Nguyên Thanh Đông. Bốn bề
quanh vắng tanh. Măng che măng nướng mọc xanh đầy ngàn, chắp tay bái lạy cô bà ý nghĩ. Chắp tay bái lạy cô bà sân lâm công chúa sẵn đà một thích mây. Là bóng cô bơ bóng hiền danh, là bóng cô bơ lên đầu xuống dòng ba quả thủy cung. Nghiêu thuần nữ chung đẹp bằng nghiêu thuần nữ chung, so bề mặt tài sắc bậc tiên cung, in 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 an xanh mảnh tay. Đàn hát nghe cũng hay, ngũ huyền cô này bốn năm giây cung nghe cấm quảng hàn hàn na cung cấm quảng hàn tung mê rẽ nước lên dương gian ngự đồng chức chức nữ nữ cô cụ thỏi cung hàn sơn vị thì tối chung linh văng văng bên tai tiếng chuông văng văng bên tai tiếng chuông gió thổi ào ào đến cây thị nó len man man nước trong xanh chân chân cô bước xuyên thuyền phách răng phách nhất phách hai của đời nhìn phách ba của cầm treo xin cô mở lại treo từ cô treo từ hàn thạc treo ra về phủ giáp ba treo sang đi trì cho tới đền ngũ lại tới nơi đền lộ để dập dập đền sơ địa linh sắc từ côn lại trèo về đền cây quê qua cửa xinh đặt tới đền lạnh ra bay qua địa ta rồi ngược dòng sông tới chùa bồ đề châu đức mộc thỏi lại xuống đền châu đền đứng không sai thuyền đã tới bên
tôi biết rồi.
tôi ăn châu quân chỉ nở đầy buồn. Nở nụ cười âm sắc rưng rức má phấn hồng, sức nghe được những bay áng tiền ngăn phá bản sông. Cho trăm họ giàu sang đời đời, đem cho trăm họ
đời đời giàu xa. Chức đức cung thiệt cung
họng người trong lâu đài tỷ vương 19. Múa giải lụa đào cô chín về đồng, múa giải lụa đào khác nào tựa thể hằng nga giang trần tình 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 biết biết đến cô chín xong đủ cho cầu xa cầu sao được vậy âm âm nó cầu sao được vậy ấm nó trong bốn may bàn nghe tốt cô đổ cho mẹ an lành trả để cô lễ cô non đỏ hài xanh chẳng lẽ cô non đỏ hai xanh cô đem về tiên là mong lấy xanh cho họ Nguyễn Thanh đông đông thịnh mời cô lai giang từ chung Nguyễn cô mười cái mỏ bạc bò vàng có mười cái cỏ mi rằng sơn núi đồi loa ra nương xanh ngắt núi đồi hùng vì đền đông cuông tụ khí trung đình sông thao thác thác đổ trước mẫu như ba
sóc các nhờ tay cô bé thông già thêm xanh. Giữa giờ tí nhiệt mình bé lại vượt muôn trùng thác cánh gành có thác trẻ bắt bắn bắn bắn
trăng to sáng soi trong đền cô mũ đẹp làm sao. Anh nghe trăng to sáng soi trong đền đẹp làm sao. Bay bay về đền Tây, bóng dáng người tiên nữ bay bay về đền Tây. Mưa ngâu đón đón lập
đàn châu lắc mõ tiến về cô thuyền suy ngược dưng buông bị bè lại đội ngư vương thả lưới buông câu dài bao nắng đỏ đưa dầu bay rồi cộng ngự lên chơi thì cậu hoàng ca răng đàn để chúc đấng ra rồi nóng ở đôi ngang nghe cậu đôi hoàng có dây bỗng gọi của đôi kíp về anh ra rồi cậu bơ thoại đang hơi cười nói bông sen hồ sắp nở này mà ra hồi khuya sớm ra vào bản về đây khuya sớm ra tùng chuyên tháng tám hội mở trăng tháng hai hội đại lộ tháng ba điệp bỗng phủ dày muôn muôn dòng 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 xa xa đường cầu đi muôn dặm 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 xa xa thanh hành ngàn tay thảo bút hoa để bà trần thế khói nhan thế nào cậu tung lên bắc đầu nam tào độ cho họ nguyên đời đời vinh hoa độ cho phúc hà sa thank you.
việc quan cậu bé hầu vua hầu mẫu sắp xong rồi. Thính cậu ngự tòa hiến tỷ cậu ngồi nghe văn. Tay cô đôi nàng tiên nâng chén quỳnh là quỳnh nịnh son. Nâng chén lên ngài và xin mời cậu hoàng nâng chén. Nhất tuần sư đã giọt nâng chén lên ngài và xin mời cậu hoàng xanh. Chén lưu ly chân cô quỳ tay cô giọt nâng chén lên ngài và xin mời cậu hoàng nâng chén. Nhất nhất tuần sư đã hiến nhị tuần đã thịt mời một vui một vui non nước xin mời cậu hoàng xanh xưa. Chén chương chi chân cô quỳ tay cô giọt nâng chén lên ngài vàng xin mời cậu hoàng nâng chén. Nhị tuần đã đà hiến tam tuần chung quyền mời một vui một vui non nước xin mời cậu hoàng xanh xưa. Muôn dặm xa xa đường cầu đi, muôn dặm xa xa thanh nhàn tay thảo bút hoa để bài. Cậu mới lên ba những biết thủ nào, cậu mới lên ba bên năm năm mười tám đỗ ba nhạc ngựa phi đề xa vang nghe, nhạc ngựa phi đề ra roi quất ngựa giúp cậu về phố cát ni đồi thành giá hồi.